đây là bản vẽ của sinh viên năm cuối hả? Tôi quá thất vọng với em. Anh Nghĩa, sao anh đi coi phim với em anh trễ hoài vậy? Anh lộn, anh lộn ngày, lộn giờ, sao anh không lộn người yêu anh luôn đi? Sao con khóc? Dạ dạ, con đâu có khóc đâu. Tại bụi bay vô mắt con thôi. Bụi bay vô mắt hả? Thôi vậy ta đi đây. Ê, ông ơi, từ từ. Để con mua cho ông tờ vé số. Trời ơi, nè nè, con để tao khó cái này lên đầu luôn. Trời ơi, cái gì mà dám nói tao bán vé số hả? Sao vậy? Ủa vậy chứ ông là... Nhìn kỹ đi. ông là ông bụng đúng không? Chính nó. Ủa vậy là ông trong chuyện cổ tích đúng không? Ông xuất hiện đây ông giúp con đúng không? Chắc vậy á. Ủa vậy giờ con xin ông vài điều nha. Giờ con không cần quần áo đẹp. Ông làm sao cho bản vẽ con đẹp đi. Bản gì đẹp? Giờ con cũng không cần nhặt thóc luôn. Ông làm sao cho con đi đúng giờ. Đi đúng giờ. Con cũng không cần cá bóng luôn. Ông làm sao cho con có bồ đi. Dạ đúng rồi. Ông giúp con đi ông. Giúp lại. Mà sao ngươi nói gì mà nghe tầm lum hết à? Nhiều vấn đề quá. Bây giờ á ha, con nói rõ từng việc ta sẽ giải quyết, ta giúp con. Ê vậy ông ngồi xuống đây con kể cho ông nghe. Sao kể ông nghe coi. Chuyện gì là ông? Ở nhà con mắc mờ á, cái con làm không được gì hết á. Con cứ làm lụng bú lên xuống. Cái vô trường cũng vậy nữa, vô trường con làm mấy cái này nè, cái không được. Đó, cái tụi con làm tùm lum thứ, con mắt con nó sao á. Nè mấy ông coi đi, mấy cái này nè, giờ con làm cũng không được luôn. Mấy đứa ngoài kia kìa, bạn bè con cũng vậy nữa. Tôi không biết em học hành thế nào, nhưng ở đây là bản vẽ của sinh viên năm cuối hả? Quá thất vọng về em. Anh Nghĩa, sao anh đi coi phim với em anh trễ hoài vậy? Anh lộn ngày, lộn giờ, anh không lộn người yêu anh luôn đi. Đó, chuyện là vậy không? Mọi vấn đề đều nằm ở đôi mắt con nhìn lộn mà ra hết á. Ông làm sao giúp con đi? Người ta có một vấn đề mà con quá trời vấn đề luôn. Thôi được rồi, ta sẽ dồn lại hết để ta trị một lần, con yên tâm đi. Ông làm sao để giúp con vậy? Con yên tâm đi, ta sẽ có cách giải quyết. Trứng rắn thì cần mỡ, mắt rang thì cần bơ, mắt mờ sao phải sợ. Đã có video tô vitamin rồi cơ. Con có nghe cơ thể của con cần vitamin bổ sung không? Bổ sung năng lượng đó. Giống như đôi mắt của con vậy, khi con làm việc quá tải, quá sức, học hành quá nhiều, tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng xanh, thì trong đây có rất nhiều vitamin rất tốt cho đôi mắt. Nó sẽ cải thiện cái tình trạng mà mắt con bị mờ, mắt con bị mỏi, mắt con không nhìn rõ đường. Con thử dùng đi. Dùng đi con. Chú thấy ông Bụt nãy giờ ngồi đây không chú? Bụt gì? Bụt nào? Bụt bể gì ở đây? Có chú đây thôi à. Ủa chú hả? Chú mới vừa đưa chai thuốc nhỏ mắt Vidoto vitamin cho con đó. Trời ơi, vậy mà nãy giờ con nhìn ra ông Bụt mắt con có vấn đề rồi chú ơi. Rồi, chắc chắn là mắt con có vấn đề rồi. Chú lớn tuổi vậy ha, mắt chú còn nhìn rõ lắm nha. Chú coi TV nè, chú đọc báo nè, chú nhắn tin trên điện thoại mà không cần đeo mắt kính luôn đó. Giờ chú sử dụng cái thuốc nhỏ mắt Vidoto vitamin này nè. Trời ơi, hay quá vậy. Ủa vậy mà con còn trẻ, con bị vậy có bị nghiêm trọng không chú? Con lo quá à. Con không lo gì hết á, yên tâm, có chú lo. Alo, bác sĩ ơi. Dạ
Dạ, xin chào bác sĩ. Giới thiệu với bác sĩ, tôi là bảo vệ của trường học, còn cháu đây là học trò đó. Và không hiểu lúc này nó làm sao bị gì á, mắt nó làm như nó loạn thị, nó rối loạn gì đó. Nó nhìn tôi nha, nó nhìn ra người khác, cái kiểu như trong gà quá cuốc vậy đó. Cho nên tôi mới dẫn nó tới đây để gặp bác sĩ hỏi nó bị sao. Con nói rõ cái triệu chứng cho bác sĩ nghe đi. Dạ, bác sĩ ơi, không hiểu sao dạo gần đây á, mắt con nó hay bị mờ đó. Với lại con nhìn xa không được. Nói chuyện với người gần á, thì con lại nhìn người ta không rõ. Cứ nhìn người này ra người khác vậy á. Dạo gần đây với lại con hay làm bài tập á, với lại đánh máy nhiều á, thì cứ khoảng một chút là mắt con nó sẽ bị mỏi, mệt không ạ? Con không biết là tình trạng nó là bị sao vậy bác sĩ? Thì những triệu chứng con vừa nói ra đó là mắt của con bị giảm thị lực. Giảm thị lực có tình trạng giảm khả năng nhìn ở một mức độ. Về giảm thị lực có thể do một mắt gây ra, hai mắt gây ra, nhưng mà giảm thị lực ở nhìn xa, nhìn gần. Nếu mà tình trạng của con như vậy mà để lâu á thì nó có ảnh hưởng gì không bác sĩ? Triệu chứng của con thì nó là thiên về là con có thể, cái nó không có nguy hiểm nhưng mà có thể điều trị được. Thì các nguyên nhân mà gây lên giảm thị lực có thể thứ nhất là về không có bệnh lý, ví dụ như là ở tật khúc xạ gồm có cận thị, viễn thị, loạn thị. Hoặc là có bệnh lý thì nó sẽ liên quan với là bị cùm khô hoặc là đục thủy tinh thể. Hoặc là hoàng điểm, thái hoàng điểm. Hoặc là do mình bị khô mắt hoặc là bị nhiễm trùng ở mắt. Đó là những cái nguyên nhân nó gây ra. Nguyên nhân của con thì nó thiên về là con có thể là do bị mỏi mắt, do con điều tiết mắt xem đọc nhiều quá mà cái khoảng nghỉ không có. Nhưng mà cái gãy mỏi mắt này nó có thể là do con bị có cái tật khúc xạ. Cho nên trước tiên là có thể là con phải đi kiểm tra mắt, đo khúc xạ để xác định là con bị cận thị, viễn thị hay loạn thị không, để mình đeo kính. Nghe rõ chưa? Bác sĩ, cái bệnh này á, nếu mình muốn phòng ngừa đó thì mình phải sinh hoạt hay là mình ăn uống như thế nào? Phòng ngừa cái bệnh này thì nó không có gì khó khăn hết. Dạ. Thứ nhất là về cơ bản mình phải tự chăm sóc mắt của mình. Thứ nhất là khi rửa mặt hay chăm sóc dùng tay thì tay mình phải sạch. Cái nữa là mình phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mắt. Dinh dưỡng từ thức ăn cho tới cái thuốc cung cấp thuốc bổ. Thì thức ăn thì mình có thể cung cấp các chất, ví dụ như bông cải, cà rốt, trái hồng, trái gấc, trái đu đủ, cá, thì da cá, bụng cá, mỡ cá, lòng đỏ trứng hoặc sữa. Còn về trong cái vitamin các loại thì con có thể cung cấp là beta carotene, các chất dầu cá, hoặc là lutein, hay là cái kẽm, vitamin C. Thì nó có trong các loại vitamin thì con có thể dễ dàng mua ở các tiệm thuốc tây. Đó là cái thực phẩm chức năng thôi. Nghe rõ chưa? Thấy không? Ăn uống cho đầy đủ, giữ cho đôi mắt. Đôi mắt mình là cửa sổ tâm hồn. Cái gì làm gì cũng ráng chăm bẩm coi máy tính suốt đêm, học hành suốt đêm, mình không ngủ nghe là tiêu đó con. Khi mà mình điều tiết xem đọc nhiều quá thì cứ trung bình cứ 30 phút hoặc 45 phút mình phải cho mắt có một khoảng nghỉ. Khoảng nghỉ có thể là một mình nhìn xa xăm, hai là mình có thể nhắm mắt tại chỗ. Khi mình nhắm mắt để cho mắt nó có khoảng thời gian nó không phải điều tiết mắt để cho nó đỡ mỏi. Trung bình là có một lần nghỉ cỡ 15-20 giây thì không nhiều. Nhưng cái khoảng nghỉ đó nên lặp lại nhiều lần trong cái lúc mà mình học mình điều tiết mắt nhiều thì nó sẽ giúp cho mắt mình đỡ. Với lại một cái nữa là thường ít nhất cũng một năm mình đi kiểm tra mắt một lần. Nếu tốt nhất thì là 6 tháng nhưng mà có thể ít nhất là cũng phải một năm một lần là cũng được. Từ nào giờ có kiểm tra mắt là lần nào chưa? Chắc 10 năm luôn không? Dạ, bác sĩ ơi, với lại con hay mỏi mắt á, cái con lấy tay con dụi dụi á, thì nó bị đổ nước mắt với lại đỏ mắt á, thì nó có bị ảnh hưởng như thế không bác sĩ? Thứ nhất là về khi mình mỏi mắt quá thì mình dụi mắt, cái tay mình dụi là không sạch. Rồi nữa mà khi mình dụi mình tác động nguyên cái tay của mình vô trong cái mắt, mắt mình sẽ đỏ, sẽ ảnh hưởng cái mắt, có thể gây rát hoặc gây tổn thương cái mắt. Cho nên tốt nhất khi mắt con bị mỏi thì nên con nhắm mắt lại, hoặc là có thể dùng thuốc nhỏ mắt. Thì về thuốc nhỏ thì mình có thể nhỏ về mỏi mắt thì nhỏ với các loại vitamin. Nhớ kỹ, lấy tay dụi dụi là không có được chứ. Tại nếu mình khô mắt nhiều quá thì mắt mình sẽ dễ bị cộm rát. Thì ngoài cái chuyện nhỏ mắt thì mình phải thường xuyên cho mắt nghỉ, cộng với lại cái yếu tố là cũng không có được thức khuya quá và ngủ không có đủ giấc cũng sẽ gây khô mắt. Tình trạng khô mắt kéo dài quá nó sẽ ảnh hưởng tới viêm loét mắt. Đó là cái nguy hiểm nhất. Nghe bác sĩ dặn dò chưa? Phải luôn luôn nhớ những cái điều đó, thấy không? Cái đôi mắt mình là cửa sổ tâm hồn đó. Mình phải chăm sóc, phải thương yêu, phải chiều chuộng, phải nâng niu nó. Kiểu như con không có được. Nó suốt ngày vậy, học riết rồi. Học hai mắt hỏng luôn, lúc đó là tiêu luôn đó. Bác sĩ đã giải thích cho chú cháu tôi biết về cái vấn đề mà chăm sóc và bảo vệ mắt. Nếu sau này á, bạn bè, người thân và gia đình tôi á, có vấn đề gì về mắt á, xin nhờ bác sĩ tư vấn dùm. Dạ, sau này nếu không chỉ anh, bạn bè anh, gia đình anh và tất cả những ai có bệnh lý liên quan gì về mắt thì cứ alo bác sĩ nghe. Anh làm việc tắc trách như vậy sao?
trọng. Tôi đề nghị anh phải có một cái biện pháp nào đó triển khai một cách triệt để và toàn thể cán bộ công nhân viên mình phải chấp hành. Có như vậy thì mới giúp được tiếng vang cho công ty. Anh hiểu chưa? Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Xin lỗi sếp. Lại là cô Hương đây sao? Cô thừa biết là công ty họp giao ban lúc 9 giờ. Giờ này cô mới tới. Nếu như lần sau mà cô cảm thấy rằng tới mà trễ không họp được như vậy thì cô nên ở nhà mở cái laptop ra online họp luôn cho tiện. Tới đây chi cho nó mệt. Làm vậy được không sếp? Nếu được thì sẽ nhờ IT làm giúp em. Tại em đi trễ hoài, em cũng ngại với sợ phiền mọi người. À, vậy hả? Ok. Thôi được rồi, thì cô nhờ IT làm cho cô một cái đơn kiểm điểm luôn đi ha. Còn bằng không nữa đó, thì làm một cái đơn xin nghỉ mát dài hạn mà online đi. Rồi á, tôi ký việc cho. Nghỉ mát? Dù kiểm điểm thì em hiểu, nhưng mà cái nghỉ mát em mới vô làm có làm được công cán gì đâu mà sếp cho em đi nghỉ mát vậy? Trời ơi, sếp đang bực bội mọi người trễ deadline, em nói chuyện với sếp kỳ vậy? Thôi được rồi, con ngồi xuống đi. Tôi không muốn cô đi trễ lần thứ hai. Sao vậy? Cô muốn nghỉ dài hạn luôn à? À dạ, con. Dạ, em thấy sếp ho quá. Lại còn tức giận vì chuyện tụi em nữa. Em sợ bệnh tình của sếp sẽ nặng hơn. Ở nhà má em á, thấy em ho vậy là má em không cho em đi làm đâu. À, hồi sáng á, em đi làm á, má em có đưa cho em một lọ tắc ngâm đường mật ong á. Sếp dùng không? Em sốt cho sếp một nửa. Tôi cảm ơn tấm lòng. À mà không, một nửa tấm lòng của cô. Và tôi đề nghị từ nay về sau cô không được chia sẻ những cái thứ mà dồi dĩnh mà linh tinh trong giờ làm việc. Cô hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Sếp nói đúng đó. Thời tiết cảm lạnh, sếp ho một chút có sao đâu đúng không sếp? Cô Linh bao giờ cũng nói đúng. Xin lỗi sếp, em vô học trễ. À, tại vì em bận đi pha trà xanh cho sếp á. Sếp uống để có sức khỏe, cuối tuần còn đi công tác xa nữa. À, thôi tôi nhớ rồi, tôi có lịch công tác ở tuần sau. À, cảm ơn cô Linh đã quan tâm. Bây giờ nếu không còn gì nữa đó thì cuộc họp chúng ta đến đây kết thúc. Mấy cô mấy cậu cứ về cứ triển khai công chuyện mà làm nha. Cô Linh á, ở lại tôi nhờ công chuyện chút xíu. Theo như cuộc họp vừa rồi đó, cô nói là cái lịch đi công tác như thế nào đó, bây giờ cô nói lại cho tôi biết xem. Em có gửi mail cho sếp rồi đó, sếp xem đi. Ô mà sao làm gì mà cô nổi quạo với tôi vậy? Không quạo sao được sếp. Sếp cũng biết bây giờ đang mùa dịch mà. Sếp ho vậy rồi ai cũng sợ. Mà đó, em mua khẩu trang đưa sếp từ mấy ngày trước rồi sếp không đeo. Rồi đi làm rồi lỡ có chuyện gì ảnh hưởng tới mọi người trong công ty thì sao sếp? À, thì tôi chỉ ho nhẹ thôi mà. Làm như tôi bị ung thư vậy. Thôi, em không nói với sếp nữa đâu. Em đi đây. À nè, sếp nhớ đeo khẩu trang rồi nha. Dạ sếp. Lại là cô Hương nữa à? Có chuyện gì? Cô muốn báo cáo hay là muốn xin nghỉ dài hạn? Em có cái này muốn tặng sếp. Không phải là em lì đâu mà tại mấy nãy em thấy sếp ho quá. Chứ lại trên cổ còn nổi mấy hột bị đỏ nữa. Nên em thấy giống triệu chứng viêm amidan của ba em ngày xưa.
nên em nói má em làm một hộp như vậy mang lên cho sếp, có gì sếp dùng thử xem có bớt bớt không. Ngồi đi. À, vậy hóa ra là ba cô cũng có mấy triệu chứng giống như tôi vậy đó hả? Nhưng mà rồi ông nhà đó có bị nóng, bị sốt không? Dạ có, ban đầu cũng có bị nóng sốt, ho khan, rồi đau hồng đỏ, rồi sưng amidan lên nữa. Thêm nữa, bây giờ cũng có một vài triệu chứng giống như sếp bây giờ vậy á. Chỉ ho thôi chứ gì đúng không? Đâu có bị ung thư gì đâu. Dạ đúng rồi, ung thư hay không thì sếp nên đi khám đi. Tại vì em thấy người bệnh thường ít đi khám mà tránh né nữa, thì không biết cách chữa trị nên sếp cứ đi khám thử xem như thế nào. Cô nói cũng phải. Cảm ơn món quà thật ý nghĩa. Tôi sẽ nghe lời cô. Alo, bác sĩ ơi. À, dạ, chào bác sĩ. À, hôm nay thì tụi tôi đến đây để nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Tôi không biết lý do vì sao mà tôi bị ho. Tôi bị ho cũng nhiều mà ho dữ dội luôn đó. Rồi đau ho rít đâm nó đau một bên. Rồi tôi rờ và tôi thấy là nó có một cái cục u u. Nó đau đau bác sĩ. Tôi hoang mang vô cùng lắm mà tôi không biết có phải là đó là vì do bị amidan nó dẫn tới tôi ho hay là tôi bị ung thư không á bác sĩ. Thế là anh có hay thường trong năm bị ho và đau như thế này không? Nói chung là gần đây tôi ho nhiều, ho liên tục đó bác sĩ, làm tôi cảm thấy rất là khó chịu. Nếu mà nghe triệu chứng của anh mô tả như thế, nhất là khi mà anh có đau họng này, đau lệch sang bên, thế thì đúng là anh phải đến gặp bác sĩ là đúng rồi đấy. Bác sĩ khám coi cái cục đó, cái cục bên ngoài đó nó là cái gì. Đôi khi bác phải cho xét nghiệm siêu âm xem nó là cái gì. Nếu mà là do viêm nhiễm, nó cũng sẽ hiện lên trên cái nội soi của bác hoặc là cái kết quả siêu âm của bác. Mà nếu mà do cái gì lạ như u bú gì đó, nó cũng hiện lên trên đó. À, dạ thưa bác sĩ, thì trong năm thì tôi cũng có bị đau nhiều lần như thế này. Và lần nào tôi đi khám thì bác sĩ cũng cho tôi biết là tôi bị viêm amidan. Nhưng mà rồi lần này đó thì tôi lại đau nhiều nữa. Rồi tôi lại bị hoang mang. Tôi không biết là tôi có phải là thật sự tôi bị viêm amidan không hay là bị ung thư đó bác sĩ. Dạ, vậy thì bác sĩ có thể cho em cũng như là sếp em biết được là cái triệu chứng của bị viêm amidan là như thế nào không bác sĩ? Viêm amidan thì nó có hai dạng. Một cái là viêm mãn tính, một cái là viêm cấp tính hay là mãn tính đợt cấp. Khi mà amidan mà nó có đau một bên, sốt, nó kèm theo những triệu chứng khác như là ho vậy đó, thì thường nó là amidan cấp tính hoặc là trên cái nền mãn tính nó có một đợt cấp tính. Còn khi mà amidan mà nó bị sưng mà nó mãn tính thì nó lại không đau. Đôi khi nó chỉ gây vướng vướng, gây miệng hôi hoặc là gây khó thở. Thì cái bệnh cảnh của ba, nếu mà ba cũng nhiều lần như thế thì lên đến bác sĩ để bác sĩ kiểm tra coi đây có phải là lại một lần amidan nó hành nữa hay không, hay là có cái gì. Và thường là bác sĩ sẽ soi cho anh đấy, soi họng, là soi mũi, là rồi soi họng coi cái này là lại một đợt amidan nó mãn đợt cấp nó hành anh hay là có cái gì khác kèm thêm hay không. Thường cái nguyên nhân nào để dẫn tới bệnh viêm amidan thì bác sĩ? Amidan bình thường ông trời ông sinh ra là nó có một cái chức năng tốt cho trẻ em. Nghĩa là ở trẻ em thì amidan nó sẽ tạo ra kháng thể để giúp cho bé nó khỏe mạnh và là cái cửa ngõ để ngăn những cái yếu tố lạ bên ngoài xâm nhập vào cái cơ thể của trẻ nhỏ ha. Nghĩa là giai đoạn đầu là amidan nó rất là tốt cho trẻ. Đấy. Nhưng mà càng lớn lên thì cái vai trò tạo kháng thể nó sẽ bớt đi. Và trên khi mà đến tuổi trưởng thành, amidan nó sẽ tự teo lại, nó sẽ không còn to nữa. Có một vài trường hợp cơ thể bị không tốt, vi trùng nó vào, nó sống ở trong những cái khe clip của amidan, nó sẽ làm cho amidan nó trở lên là có mủ và nó sẽ gây bệnh. Hoặc là một số người là cái thể địa mà quá béo, amidan nó to, nó sẽ tắc nghẽn đường thở thì lúc đó nó sẽ là gây bệnh. Chứ còn đa phần là khi mà đến tuổi trưởng thành thì mình sẽ không còn amidan nữa. Thế nghĩa là khi nó hết cái chức năng mà tạo kháng thể cho trẻ rồi, nó sẽ không còn amidan nữa. Dạ, thì em vừa mới nghe bác sĩ nói là cái amidan cấp tính với mãn tính. Bây giờ sếp em trong trường hợp này thì nó sẽ thuộc cái loại cấp tính hay là mãn tính bác sĩ? Nếu mà nghe sếp mô tả là sếp bị nhiều lần trong năm. Lần này thì có đau, có ho. Thì theo bác đây là một cái đợt cấp tính trên cái nền mãn tính.
Nhưng mà chắc chắn thì bác sĩ phải khám. Có thể là bác sĩ sẽ còn nội soi xung quanh đó nữa ha, soi cái vùng tai mũi họng đó. Nhưng mà nghe bệnh sử là biết rằng đây nhiều phần nhiều đó là amidan mãn đợt cấp. Hai cái mức độ đó thì nó khác nhau ở cái chỗ nào bác sĩ? Thì giống như lúc nãy mình nói rồi đấy, amidan mãn tính thường không có đau, không có sốt, ít có ho, cũng có thể ho nhưng mà rất nhẹ ha, không có ho rầm rộ. Thường nhất là gây vướng họng, gây nuốt hơi khó hoặc là gây khó thở khi nó quá to. Nếu mà nó chứa nhiều cái mủ mãn tính thì nó sẽ làm cho mình khi nào mình nói chuyện thấy miệng nó bị hôi. Ví dụ như mà mình bị viêm amidan như vậy đó thì có phải là mình đi cắt không, hay là bác sĩ, hay là cũng không cần mà mình còn có cách điều trị nào khác không? Trong trường hợp của anh á, là anh là một đợt cấp trên cái nền mãn tính thì bác sĩ sẽ chữa cho nó hết cái đợt cấp đó đã. Trong lúc đó thì bác sĩ sẽ dùng thuốc, nghĩa là lúc đó là không phải là lúc để cắt đâu. Mình sẽ dùng thuốc khoảng cỡ một vài tuần tùy theo đáp ứng của mình với thuốc. Mà bác sĩ đánh giá lại khi nó ổn rồi, nó nghĩa là nó hết đau, hết sưng, hết ho rồi đó, thì sẽ đánh giá lại xem cái tình trạng mãn tính ổn định thì nó như thế nào ha. Nếu mà nó xẹp luôn, không còn thấy hạch và cũng không còn thấy amidan to nữa thì là mình không phải xử trí gì thêm. Có một số trường hợp sau khi mà hết cái cấp tính rồi chuyển sang mãn mà cái nó vẫn to, sờ vẫn còn thấy hạch mặc dù hạch không đau, thì khả năng là nó làm vẫn còn chứa vi trùng ở trong những cái khe, những cái rãnh ở trong á. Và quá khứ hỏi nếu mà có viêm nhiều lần trong năm, khoảng 5 lần trở lên trong một năm, hoặc là đã từng có một lần áp xe, hoặc khi bác sĩ khám mà ở trạng thái mãn tính mà lại to độ 3, độ 4, gây cho mình nhiều lần có những cơn ngưng thở trong ban đêm, thì mình có thể là phải xử lý là cắt bỏ nó đi. Thế nghĩa là không phải trường hợp nào mình cũng cắt. Nhiều trường hợp mình chỉ dùng thuốc, nhiều trường hợp dùng thuốc xong cắt, nhiều trường hợp thì dùng thuốc xong rồi khỏi phải cắt gì hết. Và có những trường hợp amidan nó có lợi với em bé thì cũng có khi không cần cắt. Tỷ lệ nhỏ mà em bé là amidan nó quá to, nó gây cho em bé những cơn ngưng thở mới cắt thôi. Còn đa phần là amidan hồi nhỏ sẽ có lợi cho trẻ em. Viêm amidan em thấy bây giờ cũng khá là phổ biến á, thì mình làm sao, mình có cái cách nào để phòng bệnh viêm amidan không bác sĩ? Nếu mà mình giữ một cái lối sống lành mạnh á, nghĩa là mình có chơi thể thao, mình đừng thức khuya nhiều, mình giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt, thế thì amidan đến tuổi trưởng thành nó sẽ tự nó teo lại. Nghĩa là nó không có gây viêm nhiễm, không có hành mình hết. Trong những trường hợp mà mình có một lối sống tốt rồi đấy, giữ vệ sinh tốt mà nó vẫn còn bị viêm, nó hành, nghĩa là nó có vi trùng sống trong những khe, những rãnh đó, thì mình sẽ cắt nó nếu nó đầy đủ cái tiêu chuẩn để cắt. Giống như lúc nãy mình nói đấy ha, trên 5-6 lần trong một năm, trong 3 năm liên tiếp, hoặc một năm duy nhất mà bị 7 lần trở lên, hoặc một lần duy nhất bị áp xe, hoặc là đã có biến chứng vào tim, vào thận, vào khớp, không đau nhưng mà to độ 3, độ 4 gây ngưng thở thì có thể cắt. Cái phòng ngừa mà giữ gìn sức khỏe đó là phòng ngừa không những cho amidan mà còn cho rất nhiều bệnh tai mũi họng. Nghĩa là nếu mình duy trì một lối sống tốt, có thể thao ha, những cái môn thể thao ví dụ như là chạy bộ nè, học võ nè, tập yoga nè, đó là những môn mà duy trì một cái sức đề kháng tự nhiên rất là tốt, thì rất nhiều bệnh tai mũi họng có thể không cần phải đến gặp bác sĩ. Dạ thì hôm nay đến đây thì tôi nhờ bác sĩ tư vấn và khám bệnh thì tôi biết rõ được cái bệnh của amidan là như thế nào, tôi cảm thấy rất là yên tâm. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ em cũng yên tâm thay cho sếp em luôn. Vậy nếu mà sau này thì có người thân hay là bạn bè gì có vấn đề về viêm amidan hay là về tai mũi họng thì có gì em sẽ giới thiệu cho bác sĩ và mong bác sĩ hỗ trợ và tư vấn ạ. Không riêng em, sếp em, các đồng nghiệp trong công ty mà bất cứ ai có bất cứ vấn đề gì về amidan hay là bệnh lý tai mũi họng, cứ alo bác sĩ nghe. Hôm nay tự nhiên gọi tôi qua đây có chuyện gì ạ? Ừ thì định mua quà nè, tại thứ sáu này sinh nhật của Ngọc rồi. Chù cha, cưng yêu vậy ta. Thì dạo gần đây bà hay đi chung với bạn bà, bà không cho tôi đi theo. Chắc là hiểu lầm gì đó. Dạo này mày với Tùng có chuyện gì không? Không, tụi tao bình thường à. Mày biết tính tao rồi đó. Nè, tao thì hay quan trọng vẻ bề ngoài đúng không? Mà Tùng á, dạo này mặt thì mụn không. Tao nhắc Tùng dưỡng da mà Tùng có nghe tao đâu. Nói riết tao cũng ngại với bộ. Thì ra là vậy. Vấn đề á là do ông á không chịu chăm sóc da mặt kỹ lưỡng. Nè. Cái gì đấy? Đây là sữa rửa mặt và kem trị mụn Oxy 10. Cảm ơn bà đã làm bạn của tôi.